Rồi xin cảm ơn. Không chủ lâu quá, đứng kế bên. Chú chú cho con đứng qua cản nha chú. Cảm ơn chú nhiều nha. Dạ. Ok. Tái nam cầu gưng. Hôm nay coi như tuần này là 40 tuần này 45 ngàn đó. Tuần dạ. Này đặc biệt 45 ngàn. Rồi, cảm ơn anh. Chào các bạn, hiện tại là khoảng hơn 8 giờ rưỡi sáng ngày 7 tháng 8 2024 ha. Sáng hôm nay đến đây phở Quỳnh Anh ăn phở các bạn. Okay. Địa chỉ ở đây là 453/14 Bùi Minh Trực, phường 6, quận 8. Số điện thoại các bạn xem nè: 028 385 00668 hoặc là 0787725868. Rồi chúng ta vô thôi. Quán này mới khai trương à. Bán từ 6 giờ sáng tới 12 giờ trưa và từ 4 giờ chiều tới 9 giờ tối. Và trong giai đoạn khai trương giảm 10% trên tổng số tiền khi thanh toán, áp dụng từ 5 tháng 8 đến 7 tháng 8. Mày chẳng là đà bài ha. Rồi chúng ta bước vô. Họ làm xong hai tô phở rồi các bạn. Phở thập cẩm. Hơi nhanh. Rồi vô luôn. Ngồi xuống chút xíu đã rồi quay. Rồi mình ngồi xuống các bạn ha. Ủa cái tô thập cẩm này của em bao nhiêu tiền hả? À, 45 ngàn là do anh giảm giá đúng không anh? 10% hả? Chưa, 45 ngàn giảm giá chứ còn hiện là 45 ngàn. Qua ngày mai là lấy 45 ngàn rồi. Rồi em hiểu rồi, 45 giảm xuống còn 42. Đi qua đây anh. Hết ngày hôm nay thôi. Dạ hết ngày hôm nay thôi, rồi sốc lưng anh. Bên đây nè. Cho rõ. Tái. Cái này là dạ, gầu, hầu gầu. Ok, nạm
Hội Yên. Ở đây chủ yếu là tái nạm. Có gân không? Tái nạm rồi, có gân luôn. Có gân à? Cho em cái phần thiết hột gà anh. Hai trứng nha. Dạ dạ dạ. Ok. Ở đây sử dụng cọng phở giống dạng hủ tiếu lớn, hủ tiếu dai á. Rồi. Giá hành, ớt, chanh, rau quế. Vậy là ngò gai. Hồi nãy làm trước rồi các bạn. Vô nó hơi gọi là nó sẽ bị giảm bớt đi cái độ nóng của nó. Đen chung ớt. Rồi đủ rồi, ăn đi. Phần tiết gà, lấy cái muỗng bên múc lên. Rồi tiết gà không. Rồi tiết đâu rồi. Tiết hột gà. Làm tiết hột gà. Ở cái đó hột gà mà em thấy hàng gì em thấy cũng tiết đâu rồi. Dạ. Là một cái cái này là hột gà thôi chứ không phải tiết hột gà. Kêu trên tiết hột gà. Gà ta. Cái hột gà không ạ. Rồi. Cái hột gà nè. Một lần nha mà. Rồi. Một lần nữa. Đẩy lên. Ok. Rồi được rồi. Ok được rồi. Mình đã ăn xong tô phở các bạn ha. Có giá 43.000 đồng. Có tái nạm, gân gầu, bò viên. 43.000 đồng thì nó có cái ngon của 43.000 đồng. Sau đây là những cái phần mà anh Tâm có thể gọi là thích. Trong mình thích là cái tái đó, với là cái gầu, cái bò viên thì nó chỉ có thơm. Còn cái phần nạm đó cảm giác nó hơi khô, nó hơi sạm, nó không có được ngon. Ok. Nước lèo nó cũng ngọt, nói chung có được đậm đà gì mấy. Ừ. Giá 43.000 đồng mình ăn vậy là cũng được, ngon. Nhưng mà ok. Cắt xảo gì, cái sắp tới nó cũng dai, nó cũng ngon. Hộp gà thì nói chung cô phải chắc phải hộp gà ta đó. Gà thường. Thường. Gà thường gà ta không sao. Rồi. Cái nước phở cảm thấy gọi là hơi mặn mặn, cảm giác hơi hơi mặn. Ok. Có thấy cái dư vị gì không? Nó có cái mùi nước mắt hay là cái mùi họ bỏ hơi quế hồi. Ừ, không có nghe nặng. Nhưng mà hỏi là có dư vị gì không? Nó cũng nghe thông thoảng thơm thởm cái nước của mùi bò đó, chứ mà cũng không có cảm giác mình lưu luyến. Ok. Sau đây tụi nhận xét tổng thể về cái tô phở bò đó các bạn. Đầu tiên cái mình thích cũng giống như anh Tâm đó, chính là cái phần tái. Tái đầy ngon các bạn. Mềm, thơm. Cái thứ hai mình thích đó chính là cái phần gân bò. Rồi phần gầu cũng thơm. Tuy nhiên phần nạm như anh Tâm nhận xét cũng đúng luôn, là nó sẽ có phần hơi khô chút xíu, do có thể là nó tương tác với bên ngoài không khí mức độ tương đối là lâu, và cắt ở mức độ nó mỏng vừa thôi. Do nó cắt trên một cái bệnh viện gọi là nó rộng ra mà nó mỏng vừa, do đó nó sẽ tiếp xúc không khí nhanh hơn. Nước phở mình thấy là nhiệt độ khá, bởi vì mình đi quay phim ảnh đổ cái nước phở vô rồi thì mình ăn vẫn thấy nóng các bạn. Cái phần tiết trong cái phần tiết trứng thì ăn cũng được, cũng thơm. Cái quan trọng nhất bây giờ chính là cái phần nước phở thì mình lại thấy nó rất bình thường. Cái muỗng đầu tiên mình ăn vô cho đến cái muỗng cuối cùng, hồi nãy giờ mình nhấn mạnh với anh Tâm vài lần nó cảm thấy dư vị gì không, thì mình cảm thấy ở chỗ là với mức giá 45.000 đồng thì cái nước phở thì bình thường, ở chỗ là nó vừa có ngọt của phần thịt thà nhưng mà nó cũng có phần gia vị, và cái phần gia vị này nó không có làm cho chúng ta khó chịu, tức là nó không làm chúng ta gắt cổ họng hay gì cả, nhưng mà có chút xíu cái phần gia vị gọi là rất nhẹ các bạn, rất nhẹ nha. Điều này mình nghĩ bởi vì nó cấu thành giá của cái tô phở nó cũng khó lòng để so sánh được cái dòng phở 70.000, 80.000 mà người ta sẽ cho rất nhiều cái lượng xương vào để họ nấu. Ở đây là phân khúc bình dân, do đó là sẽ có gia vị các bạn nha. Đó. Người bán phở rất là vui, ảnh rất là lịch sự, người trong nhà cũng dễ thương luôn. Đây là cái điểm cộng, sạch sẽ. Tuy nhiên là diện tích của nhà thì nói chung là các bạn thấy là nó có hơi hẹp chút xíu. Do đó là khi mà chúng ta ngồi á, cái ghế phía sau cũng có một cái ghế nữa thì nó sẽ chạm vào nhau, đó là kia ra vô thì nó sẽ không gọi là thuận tiện lắm.
Theo mình quan sát thì với cái quán phở như vậy thì cái khách của họ sẽ là khách quen nhiều hơn các bạn. Có nghĩa là những ngày đầu sẽ có nhiều người ủng hộ hoặc là bà con hàng xóm. Với riêng mình á, nếu mà quận 8 chẳng hạn như đói bụng mà kế bên nhà thì mình cũng ghé ăn. Còn nếu mà gọi là từ xa xa mà chạy đến quán phở này để ăn thì mình nghĩ không là. Đúng không? Đúng rồi. Tại vì nó thực sự mà nói là nó phân khúc bình dân, không có gì để lưu luyến. Và với những gì không có lưu luyến thì chúng ta thường chúng ta ăn lại một nơi nào đó. Lưu ý các bạn chút xíu nha, đây là dạng phở không phải là nam hoàn toàn mà cũng không phải là bắc hoàn toàn nha. Cái vị của nó trên nền chủ đạo sẽ là mặn mặn, ngọt nhẹ đó. Nhưng mà nói chung cũng ra cái vị phở. Cũng ra vị phở. Cũng ra vị phở. Mình cảm giác nó hơi mặn mặn mà. Cái nó dịu lại. Sa tế thơm, ớt thì nói chung cũng sử dụng ớt cây.